Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các vụ lừa cấp cứu, lừa người thân đưa đón học sinh hay tệ nạn tiềm ẩn như bóng cười, thực phẩm mất an toàn xâm nhập vào trường học. Đây có thể xem như lời cảnh báo về việc tội phạm phát sinh nhắm vào học đường. Vào tháng 3 năm 2023, 31 học sinh của trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk nghi bị ngộ độc do nhận bóng bay từ 4 người lạ trước cổng trường. Cũng vào thời gian trên, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du Đà Lạt ghi nhận một số học sinh ngộ độc do ăn kẹo, uống nước miễn phí của các đối tượng lạ mặt. Và một sự việc được xem là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh cũng diễn ra tại trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Một bạn học sinh đang đứng trước cổng trường thì xuất hiện một người lạ tự xưng là bạn của bố, báo bố em bị tai nạn và bảo lên xe chở đến bệnh viện thăm bố, trong khi bố em đã mất. Sự việc tương tự cũng diễn ra với Minh Thư, học sinh lớp 5 của trường tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau giờ đi học về, vào buổi chiều thì anh con có dặn con đứng trong xe đạp. Con gặp một chú ra chú bảo với con là: "Cháu ơi, ông ngoại cháu bị tai nạn giao thông, chú là bạn của mẹ cháu. Chú đến đây để đón cháu, đưa cháu về." Cháu cũng có nói với chú là: "Chú ơi, ông cháu mất từ hồi năm cháu 4 tuổi và mẹ cháu không có một người bạn nào là con trai cả." Và sau lúc đấy cháu chạy vào trường thì gọi bác bảo vệ ra. Nhưng khi lúc mà bác bảo vệ ra thì chú ấy đã chạy mất rồi ạ. Dù đã không bị mắc bẫy của người lạ, thế nhưng với Minh Thư, đây là bài học mà em cần phải cảnh giác hơn nữa. Bởi nếu sự việc xảy ra không phải lý do ông ngoại đã mất, thì những hậu quả khó lường rất dễ xảy ra. Cái này thì trước tiên là phải cảm ơn với nhà trường vì con vừa mới được tham gia những cái lớp học về kỹ năng sống ở trên trường. Qua đó thì con cũng có những một chút cái khái niệm và cái kinh nghiệm cơ bản để phòng chống những cái tình huống như thế. Đồng thời là trong gia đình thì cũng thường xuyên kể những cái câu chuyện hoặc là những cái mà tình huống xảy ra với con để con có những cái tình huống giả lập để con có thể phản ứng lại khi mà trực tiếp gặp những cái chương trình tình huống như thế. Sau khi mà nhận được thông tin của một em học sinh lớp 5, con nói rằng là có một chú lạ mặt do mẹ em là nhờ đến đón em về bởi vì bố mẹ em đang bận lo cho ông ngoại em bị tai nạn ở trong bệnh viện. Mà thực tế thì ông ngoại của em đã mất rồi. Ngay lập tức thì lực lượng bảo vệ của chúng tôi bằng những biện pháp nghiệp vụ đã được tập huấn đi truy tìm cái kẻ lạ mặt đó. Tuy nhiên là cái kẻ lạ mặt này đã nhanh chóng trốn khỏi cổng trường chúng tôi. Chúng tôi cũng đã báo lên trên chính quyền địa phương, công an phường để xin sự tư vấn, hỗ trợ cũng như là xin lực lượng. Thì ngay những ngày sau đó thì công an phường đã cử các đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an đến trong vai trò là phụ huynh học sinh giám sát ở trước cổng trường chúng tôi sau giờ tan học. Ngay sau khi có phản ánh việc người lạ đến cổng dụ dỗ học sinh lên xe, ban lãnh đạo trường tiểu học Yên Hòa đã đưa ra cảnh báo đến các bậc phụ huynh và học sinh trong toàn trường. Điều này giúp các em nhận thức rõ hơn về câu chuyện an toàn của bản thân khi gặp người lạ. Chúng tôi cũng đã tiến hành họp hội đồng sư phạm và phổ biến lại toàn bộ những quy định của nhà trường trước đây cho các đồng chí giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm quán triệt tới phụ huynh và học sinh của mình. Cụ thể là với học sinh thì sau giờ tan học thì học sinh xuống khu vực sân trường và chỉ chơi ở trong khu vực sân trường chờ bố mẹ đến đón. Học sinh không đi theo người lạ, không nhận bất cứ đồ vật nào từ người lạ. Và đặc biệt khi thấy những cái hiện tượng khả nghi thì các em phải báo ngay cho lực lượng bảo vệ cũng như là các thầy cô giáo trong nhà trường. Với học sinh lớp 5, các em sẽ dễ dàng nắm bắt được các thông tin để đảm bảo an toàn cho bản thân dễ dàng hơn. Còn với học sinh lớp 1 thì đây là lứa tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp nhận thông tin bởi các em còn nhỏ, chưa có ý thức bảo vệ bản thân hay đề phòng với những tình huống xảy ra trong thực tế. Chính vì vậy, những buổi học kỹ năng sống như thế này là vô cùng cần thiết. Con được con thực hiện theo quy tắc 50 ạ. Không tiếp xúc, không nhận quà, không đi theo, không nói chuyện, không đi vào nơi vắng vẻ.
Là một giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi rất chú trọng tới việc rèn kỹ năng sống cho các con học sinh. Ngoài việc là chúng tôi tích hợp trong các tiết học như là tiết hoạt động trải nghiệm, tiết tự nhiên xã hội thì chúng tôi còn thường xuyên giáo dục các con trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong các tiết sinh hoạt lớp. Bên cạnh đó thì chúng tôi có một giờ dạy giáo dục kỹ năng sống dành riêng cho các con học sinh, phù hợp với lại cả lứa tuổi của học sinh lớp 1 để làm sao giáo dục cho các em học sinh nhận dạng tự tin và có thêm cái kỹ năng trong cuộc sống. Trước rất nhiều cảnh báo về vấn nạn lừa đảo nhắm vào học sinh và phụ huynh, chị Hoài ở Hoàng Mai cũng thấy lo lắng khi cho con tự đi học vì nhà chị chỉ cách trường 500 mét. Thế nhưng thời gian này chị đã tranh thủ đi làm về sớm để đưa đón con đi học cho yên tâm. Tôi nghe cái thông tin là bắt dụ dỗ trẻ em, nên là tôi cũng sợ là con nó có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn phải đưa con đưa đi đón về. Tôi có về mượn một chút, tôi dặn con là đứng ở trong cổng trường, mẹ về mẹ hẳn đón con. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thông báo thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh. Qua thông tin từ các đơn vị chức năng của Bộ Công an, từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 14 trường hợp phụ huynh học sinh bị lừa đảo, tổng số tiền là 825 triệu đồng. Việc lừa đảo nhắm đến phụ huynh cho thấy rõ thủ đoạn là gây tâm lý hoang mang. Thủ đoạn này trước đây hiếm gặp nhưng gần đây đã được sử dụng nhiều. Khi thủ đoạn mới được áp dụng, người dân sẽ thiếu cảnh giác. Các thủ đoạn lừa đảo ở trường học gần đây cho thấy việc bảo mật thông tin của phụ huynh và học sinh cũng cần kiểm tra, đánh giá và rà soát lại. Bởi khi đối tượng có được những thông tin cá nhân luôn được xem là bí mật thì sẽ khiến nhiều người mắc bẫy. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, nếu không được trang bị những kiến thức nền về kỹ năng sống ngay từ bé thì rất khó để tránh những chiêu trò tinh vi mà các đối tượng lừa đảo đưa ra.